Em gái Amber Heard bất mãn khi chị thua kiện, em sẵn sàng ra tòa hàng triệu lần. Vào hôm thứ Tư ngày 18 tháng 5, Whitney Henriker, em gái của Amber Heard đã xuất hiện tại phiên tòa để đòi lại công bằng cho chị gái của mình. Tại đây, cô nàng đã đưa ra lời tố cáo và làm chứng về việc Johnny Depp có hành vi bạo lực với chị gái mình. Tuy nhiên, sau đó ra tin tức Bob Cornish Planet đã chỉ ra điểm vô lý và mâu thuẫn trong lời khai của Whitney Henriker. Cụ thể, trước đó, Whitney đã làm chứng rằng vào một ngày tháng 3 năm 2015, Amber Heard và chồng cũ đã xảy ra mâu thuẫn tại căn hộ của cặp đôi. Johnny Depp đã chạy lên cầu thang về phía gác lửng và từ phía sau đánh vào người cô. Tuy nhiên, trước đó chính Amber Heard đã khẳng định rằng lý do mà cô đánh vào mặt Johnny Depp là vì sợ vị hôn phu sẽ xô em gái mình xuống cầu thang. Nếu để ý kỹ sẽ thấy điểm vô lý trong lời khai của hai cô nàng. Trong bài đăng vào ngày 6 tháng 6 vừa qua, Whitney Henriker nói em vẫn sát cánh với chị dù hôm qua, hôm nay và ngày mai. Em sẽ luôn tự hào về chị vì đã đứng lên bảo vệ chính mình, đã làm chứng ở cả Virginia và Vương quốc Anh, đã đại diện cho tiếng nói của những người không thể nói lên sự thật. Whitney cho rằng vụ kiện phỉ báng vừa qua là cuộc chiến khó khăn và mọi thứ đã được sắp xếp lại để chống lại chị gái cô. Amber biết điều đó nhưng vẫn đứng lên và lên tiếng. Dù kết quả thế nào, người mẫu 35 tuổi cũng tự hào khi đã đứng ra làm chứng bảo vệ chị gái. Em sẵn sàng ra tòa hàng triệu lần vì đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện và tin rằng sự thật luôn đứng về phía chị. Em rất tiếc về phán quyết của bồi thẩm đoàn nhưng sẽ không bao giờ bỏ rơi chị. Bất kỳ ai sát cánh cùng chị cũng sẽ như vậy, Whitney chia sẻ. Bài viết của Whitney thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong đó, người hâm mộ Johnny Depp chỉ trích Whitney dung túng cho hành vi phạm tội của chị gái. Có người cho rằng ở vai trò là em, Whitney nên khuyên nhủ giúp Amber sửa chữa lỗi lầm thay vì bao che, trách tòa án mọi người. Ngoài ý kiến trên, có thành viên còn bình luận Amber Heard không đại diện cho phong trào chống bạo hành gia đình, bạo hành tình dục. Cô ấy chẳng phải nạn nhân của Me Too. Theo lời Whitney, nam diễn viên còn cấm bạn đời mặc những trang phục mà anh không vừa lòng hoặc hạn chế sự liên lạc của Heard với những người khác. Anh ta luôn nghi ngờ vợ mình ngoại tình, anh ta ghen tuông và cho rằng vợ lén lút qua lại với James Franco. Em gái Heard khai trước bồi thẩm đoàn. Whitney Henriker là cựu diễn viên kim người mẫu 35 tuổi, sinh ra ở Austin, Texas, Mỹ. Năm 2007, cô đóng vai Una trong Homo Erastos cùng với Adam Rickin, Ali Latter và Hayes McArthur. Cô cũng xuất hiện trong các quảng cáo phim ngắn là em gái út của Amber Heard trong bộ phim tài liệu năm 2021 giữa Johnny và Amber. Mặc dù giấc mơ thời thơ ấu của cô là trở thành diễn viên, cô vẫn không nhận được nhiều sự chú ý. Theo Hollywood Life, cô đang làm việc trong ngành khách sạn. Trước đại dịch, tôi đã làm trong các khách sạn với công việc quản lý thực phẩm và đồ uống, chủ yếu là sự kiện, cô nói trong phiên tòa xét xử phỉ báng giữa Johnny và Amber. Em gái của Amber Heard đã kết hôn với Gavin Henriker và họ có chung hai con. Cô rất thân với chị gái mình. Trong cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter, Amber Heard đã mô tả Whitney Henriker là bạn thân nhất của tôi. Whitney thậm chí còn sống cùng chị gái Amber trong thời gian đầu của mối quan hệ với Johnny và qua nam diễn viên như anh trai. Cô cũng là nhân chứng đầu tiên tuyên thệ rằng đã nhìn thấy Johnny Depp tấn công Amber Heard. Theo Variety, cô từng cầu xin Amber Heard đừng lấy Depp khi cô nhận thấy vết bầm và sưng trên mặt của chị gái. Các anh chị em nhà Amber bị cáo buộc đã phải chịu đựng sự lạm dụng về thể chất và tinh thần dưới bàn tay của cha khi họ lớn lên. Khi đội pháp lý của Johnny Depp kiểm tra cha Whitney Henriker và hỏi cô liệu họ từng bị đánh khi còn nhỏ chưa, cô ấy thừa nhận rằng cha của họ đã đánh cả hai chị em.